Công ty Super Relax xin trân trọng giới thiệu đến chủ nhân các tiệm nail, tiệm tóc và day spa. Một chiếc ghế đa dụng có thể dùng để làm móng tay, móng chân, wax, facial, gắn lông mi giả, phun xăm thẩm mỹ và reflexology. Muốn thử chiếc ghế tuyệt vời này và muốn học hỏi thêm cách gắn lông mi giả, bấm huyệt lòng bàn chân, làm facial và nặn mụn, xin mời quý vị đến tham dự Beauty Nail Show ở Garden Grove, California. Sẽ được tổ chức vào 2 ngày Chủ nhật và thứ hai, mùng 4, mùng 5 tháng 12 tại Best Fortune Products Beauty Supply. Muốn biết thêm chi tiết xin gọi Super Relax 1-888-333-0532, 1-888-333-0532 hoặc 714-638-1610, 714-638-1610, website superrelaxusa.com.